Trung Oanh sắc bệnh ngày càng bảo dạng, vô tư thể hiện tình cảm giữa chốn đông người. Chọn bà trai là đại gia nên luôn được chiều chuộng. Mình cứ đặt là từ đại gia đi. Họ quá tốt đẹp mà. Anh không hỏi cái chuyện là người ta có vật chất, mà anh thấy rằng là tất cả mọi thứ từ tầm nhìn, từ tư duy, từ khả năng, từ cái tài của họ, họ đều rất tốt đẹp. Hậu công khai yêu đương, Phương Oanh và Sắc Bình ngày càng thoải mái thể hiện tình cảm. Không chỉ tay trong tay đi dự sự kiện, đàn trai còn tổ chức sinh nhật hoành tráng cho đàn gái, hay không ngại hôn má nhau cực ngọt. Kể từ khi công khai mối quan hệ yêu đương với truyền thông và người hâm mộ, Phương Oanh và Sắc Bình luôn xuất hiện kề kề bên nhau, đồng thời ngày càng bảo dạng thể hiện tình cảm nơi đông người. Qua những khoảnh khắc tay trong tay được chia sẻ rầm rộ trên mạng xã hội, người hâm mộ có thể thấy tình cảm của cặp đôi đang tăng level theo thời gian. Mặc những lời bàn tán của dư luận, họ vẫn thoải mái trao nhau những hành động ngọt ngào và đồng hành trong cuộc sống đời thường. Nhân dịp đón tuổi 33 của Phương Oanh, nam doanh nhân đã tổ chức cho bạn gái tin đồn một bữa tiệc sinh nhật hoành tráng. Khoảnh khắc tình tứ của cặp đôi được đăng tải trong nhóm kín của FC nữ diễn viên và gây sốt cõi mạng khi lọt ra ngoài. Bữa tiệc được tổ chức trong một không gian ấm cúng và trang trí nến hoa lộng lẫy. Sắc Bình còn chứng minh tình cảm bằng cách vào hẳn nhóm riêng của FC Phương Anh để đăng ảnh chúc mừng sinh nhật với dòng trạng thái chúc mừng sinh nhật tình yêu của tôi, và không quên gắn thẻ tài khoản của nữ diễn viên trong bài viết. Trong bộ trang phục tông sự tông, cặp đôi thoải mái đứng chung khung hình và pose dáng tình bảy bình khiến dư luận đứng ngồi không yên. Không chỉ chúc sinh nhật cực ngọt, Sắc Bình còn vô tư hôn má, ôm eo bạn gái khi chụp ảnh, đáp lại tình cảm của bạn trai cùng người hâm mộ dành cho mình trong dịp đón tuổi mới. Phương Anh đăng tải trong hội kín cảm ơn FC và gọi Sắc Bình là người ấy. Nguyên văn dòng trạng thái nữ diễn viên chia sẻ rằng: cảm ơn FC của anh, cảm ơn người ấy, anh đã có một buổi sinh nhật tuổi 33 thật ngọt ngào ấm áp, cảm ơn tất cả, love on. Trước đó cặp đôi cũng đã gây chú ý khi dính nhau như sam tại một sự kiện. Qua đoạn video được chia sẻ trên mạng xã hội, Sắc Bình liên tục có những hành động lau mồ hôi, chăm sóc bạn gái và trò chuyện thân mật xuyên suốt sự kiện. Diễn viên Phương Anh cũng công khai loạt ảnh dự sự kiện cùng bạn trai trên trang cá nhân, mặc cơn bão bàn tán từ dư luận. Không chỉ đồng hành với nhau trong công việc, cặp đôi còn dành nhiều thời gian đi ăn du lịch cùng nhau. Khoảnh khắc cả hai xuất hiện bên đối phương trên sân golf được dân tình lan truyền rầm rộ khắp các diễn đàn. Qua những bức ảnh được team qua đường chia sẻ, nam doanh nhân tỏ ra hào hứng chụp hình, quay phim cho bạn gái và có những cử chỉ thân mật khi đứng chung khung hình. Thậm chí hành động ga lăng của nam doanh nhân khiến nhiều chị em phải ghen tị. Sau màn hẹn hò trên sân cỏ, cặp đôi có buổi tối lãng mạn khi thưởng thức đêm nhạc Nên Thơ tại Đà Lạt. Cả hai thoải mái tương tác với ca sĩ, mạnh dạn thể hiện tình cảm dù có sự tham gia của rất đông khán giả. Ngoài ra họ còn đưa nhau đi ăn ở quán vỉa hè thay vì ở nhà hàng hạng sang, và thoải mái ôm eo hôn má nhau giữa nơi công cộng. Ngay khi chuyện hẹn hò bị khán giả phơi bày, cặp đôi chính thức lên tiếng xác nhận hẹn hò, công khai tình cảm với khán giả, truyền thông, nhưng vẫn liên tục vướng phải những lời phán xét từ dư luận. Mặc cho cơn bão dư luận vẫn chưa nguôi ngoai, Sắc Bình và Phương Anh vẫn vô tư hẹn hò, sánh đôi cùng nhau trong công việc và cuộc sống. Trước đó diễn viên Quỳnh Búp Bê chia sẻ, trước khi đến với cô, nam doanh nhân đã hẹn hò một số người khác. Vợ của Sắc Bình là Đào Lan Hương biết những mối quan hệ đó nhưng im lặng thay vì có động thái như với nữ diễn viên. Theo cô cho biết, chính vợ cũ nam doanh nhân là người muốn trì hoãn việc hoàn tất thủ tục ly hôn. Diễn viên Phương Anh và Sắc Bình công khai mối quan hệ vào cuối tháng 8 năm 2022 sau khi lộ hình cùng đi du lịch nước ngoài. Người tình của nữ diễn viên tuyên bố bản thân đã độc thân hơn 2 năm và Phương Anh không phải là người thứ ba. Tuy nhiên sau đó Đào Lan Hương lên tiếng khẳng định cả hai vẫn là vợ chồng, chưa ly hôn, chưa ra tòa. Sắc Bình và Phương Anh không hề ngần ngại khi công khai mối quan hệ tình cảm. Dù nhận nhiều tranh cãi nhưng cặp đôi vẫn hẹn hò vui vẻ và hạnh phúc. Cặp đôi liên tục có những hành động khẳng định chủ quyền như đăng tải ảnh, video đi du lịch hay tham gia sự kiện cùng nhau.